Chào các bạn, hôm nay mình đi vô rừng nữa các bạn. Hôm nay đi con mình nha. Trời mới vô quá sao lại ngã ba nữa rảo. Trời mới vô gặp ngã ba ngã tư làm thằng đấy, đường lung tung hết thôi, giải thôi chứ biết đường nào mà đi đấy. Mấy con chim mất cha là cái miệng ốm hết đây. Đi thư gặp cái thứ gì các bạn. Úi con gì bay ồ hơ. Gặp cái gì mình cũng đào các bạn. Cái gì mình thích mình đào. Mà gặp cái con ô ong thì mình cũng bắt. Chốt rồi. Dây sao mà đâm đâm nè. Cứu quá. Thảo đỡ mình đi thử nha. Kiếm thử ra món gì hả? Đi vào xóm nha các bạn. Mà không gặp được thứ gì. Chú. Giờ lên cho mấy cục đá thử nha. Đây. Mấy cục đá bự bự đây. Thử có gì trên này không? Ủa con nhìn nhỏn. Leo lên. Kiếm gì biết. Quăng luôn chết thì chết. Đây cục đá này không biết có cái gì ngầu trên cục đá đâu nha. Mình hay đi tìm chỗ mấy cục đá rồi vậy, đi tầm bậy tầm bạ cứ có gì đây không. Chú đi sao mà thế, có cái lỗ nào là thở điều cái lỗ nó hết các bạn. Người có bao nhiêu lỗ thở hết bao nhiêu chứ sao thở phì phòi chết thì làm gì, đi sao máu cũng đỡ chứ cái rừng kia vui vui nó còn mát mát các bạn. Chưa gặp mấy cái rừng xe cành bên đất đáo ấy. Ui thâu đừng có nói nữa, nó nên nghĩ động đóng. Một lớp là gió biển nó suốt, nó xiết lên. Và một lớp là coi như nắng nó rát da. Chưa, tới đường đá. Chưa, chẳng nào như con khỉ ngâm rượu ấy. Mà có gặp gì đâu. Nghĩ chút hả? Chưa rừng núi cái này. Đi thì nó mệt, mà ở nhà thì nó thèm. Chết đi chứ. Cái bệnh chữa không bớt này là không gì. Nghĩ à, tới đầu tao sập xuống này các bạn. Bây giờ mất đầu là nghĩ. Anh em mình coi cây hồng quân nó mọc này. Đấy. Mọc cái gì nghịch ngộm không? Giờ ai đâu đào ra được. Chết. Quán. Chung trên kệ đá, nằm trên in nó vậy. Chú, còn cái cây đó cái gì? Chú, cái cây đấy, nó đường cục cục luôn. Không biết cây gì. Có nhiều loại cây không biết lắm các bạn. Chú, cái lầm đây. Chú, cái lầm đây mà tạo mưa chắc cũng khó lắm nha. Chú. Cái lầm dày đảo quá. Đây. Như cái nhà các bạn. Trời mưa trời nắng là đôi thôi. Trời đây sao rộng rãi dữ. Mắc mẹ nữa chứ. Trời dở ngầu bệt đây nữa quá. Trời cái lầm không ơi. Nó rậm đen á. Cái cây to này. Đấy. Cái đây là cây chó các bạn. Đây là cây chó. Nó là cây cầy các bạn. Đây, vô rừng ở đây. Nó bự không?
Xe rừng nó cũng được biết chỗ đục mát vào xe. Cái cây mình hay gọi là cây chó các bạn. Trời, cháy nhỏ đùm đùm, hướng cái cuộc đời. Xuống nhỏ ai ta làm gì? Cái ngõ nào đi cho lọt cái gì mà dày dữ vậy nè. Thì ta sẽ mấy cái mũi mớm ra. Kiếm chỗ rộng rộng đi. Đừng có trò trò xích chó vô đây. Nguy hiểm lắm. Đây, tao đây gặp anh này màu đào 4 nè các bạn. Mày chào bố. Đọc bắn hết mấy cái 4 này. Cư quá không? Chỗ nào cũng đào hết á. Mấy 4 nhỏ nhỏ bữa nay anh em họ biết đào họ đéo luôn các bạn. Nhỏ nhỏ thẳng thẳng đào họ đào luôn á. Thôi thua. 4 chút chút mà cũng. Cũng đào luôn à thua. Gươm gơ cục đòi. Lão bày qua phía đây thôi. Đây nãy giờ mới coi cho mồi trái mà. Non ra sao các bạn. Đấy bốn này. Bốn này. Chưa. Thấy cái cây hết muôn. Nguyên đào. Sao đào. Chú giờ rủi qua cái đám rấu rắn này thôi nha. Chú nén mệt quá. Học đi nữa. Đi vào sáng rồi các bạn. Bây giờ mệt quá rồi. Ngồi nghỉ nha. Chú sẽ đi từ sáng xuống tới giờ. Ở thôi. Chú. 10 giờ 13 phút rồi. Ngày 27. Ngày 27 tháng 5 các bạn. Mà không có cái gì tới giờ 10 giờ hết rồi. Mà giờ ngồi đây nghỉ mệt ta. Ui, chú cho đi nó mệt sao mà thục mạng. Mà không có thấy được cái cây cái gì các bạn. Chú, bây giờ có hai châu nó bự sao kìa. Để dầm 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 coi thử các bạn. Gặp cái gì đạo bại cũng có thôi. Cái điều này dở dở không lắm các bạn. Rừng núi thì mênh mông này này. Mà đã tìm có cái cây đạo cũng phải dở đâu. Đây, mới lấy đồ ngờ ra ngầu uống nước chứ cũng không có. Lấy đồ ngờ ra đào được cái cây gì mới đỡ. Chú, còn rừng rau. Chung thôi chứ chung như chó các bạn. Thôi, nghỉ mệt chút bạn, đi nữa. Gặp đây có mấy cây trôi môi này các bạn. Trôi môi. Đây là sao? Sao nó mặc cái thứ gì rồi? Ba bốn cái thằng dữ không? Có thể cho mồi trái nha. Trái này đồ thằng này trái già hơn này. Kéo đầu không thấy rồi. Kéo xuống chắc rụng hết rồi. Còn gì nữa. Kéo xuống. Mình gặp cái trái đồ đào bại chơi cho cái bông mình không đào các bạn. Chú đang già đang chín. Đây đây đây. Đây hai cô thôi. Đây là mấy. Đây. Trôi môi trái. Đây. Trôi môi trái là nó như vậy các bạn. Đấy. Đây. Mà cái góc thì vậy, nhỏ nhỏ. Chắc chắc chua chua. Anh em là biết cái góc hồng quân gì vậy? Đây là hồng quân này. Cái kêu gì cần đai hả? Chúc bà bốn cái thằng luôn. Đỡ đi kiếm cái cây đỡ đỡ hơn các bạn. Cây này đỡ đấy nha. Chưa đào đâu. Đây thưa. Răm răm thứ có cây nào nó trọng trọng hơn không?
cái mạng mình đó. Thì cái trái thì đào, chứ cái bông thì mình không đào, kiếm nó giả mà. Đây cái thùng mồi nữa này, con này có trái không? Chú, ba cái thằng chú thẳng thằng gơ cái bông này đầu thùng trời không thấy rồi, họ không thấy gì hết. Kiếm nữa tôi coi, đây chú thấy chỗ đám thùng mồi. Đây đây đây, ba bốn thằng để mặn đứa trái bông đọt rồi kìa. Sao không thấy cái trái cái tên cái tội ấy? Có thứ ấy. À, có thứ cái đọt đây đọt nào, có trái kìa. Đọt nào mà có trái rừng kìa. Nào, đúng nào nó. Đây cũng cái trái luôn các bạn. Mệt quá. Bỏ ba lô xuống nghỉ quá. Quảng quảng tìm thứ có cây nào. Khí hoa cò mưa đạo bẫy. Giờ đi ngoài cũng có mối chung quá. Mày cứ kêu giỏi. Mày cứ kêu lại. Chờ, một cục ôn nu luôn anh. Ba đây. Ui dồi. Cứng nhất. Sao mình thấy được hai cây trái đâu. Mà đỡ mình kiếm nó thôi các bạn. Cái đây cũng cây trái nữa này. Mà thấy đâu nha. Thấy trái đâu. Là chết em. Trôi môi. Đây nó. Đây nó nè. Mấy cái bụi bụi đây. Có thứ được được cái mình đào bởi mà cái trái ra còn cái bông thâu bãi trái bông chết bà đậu không thấy trái đấy 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 cái nào cái đây của tôi cái bụi trái không được hết chứ mà sao sao thấy cái trái nặng tuổi chu có trái không mày. Không ạ, chưa dùng thấy cái trái nào hết. Mặt ở đây có trái. Đây, cái đây là có trái. Cái đây có trái nó thấy này. Đây, có trái nó thấy mà cái dưới đây là không có trái. Cái đây to hơn không có trái này. Chứ cái đây đảo không có trái không. Ôi, cái đây cái bông. Cái bông khô râu này đằng kia mà trái nó ra. Cái đây mới trái nè. Chứ mà thánh nhau ngồi. Toàn cái thánh đâu. Bỏ giải. Chúng ta tìm có cái cây. Cũng gốm ghê cái chứ. Đó là lùi đang nghỉ à. Giờ mình đi quần quần cho đây thứ này. Sẽ cũng đi mệt quá con chim giấy. Anh ốm đâu vậy ta. Em ơi. Mới bề chỗ nào mày. Dội. Chứ cái trái cây bông nó mọc loạn xạ mà. Đây nó thiệt cái mùa mà không thấy trái. Lên đào là dính cái bông như đồng đóng hết cho đâu hối này. Chắc cái đường nào. Dồn thấy từng gốc từng cây đây mà đào. Mới chích ăn được ấy. Chứ còn không thấy kìa. Đâu khối ăn cái bông nào ấy. Đào vô là dính cái bông cái ừ liền. Chứ mà cái trò mồi, nói thiệt anh em mình nha, cái trò mồi á, thì có một chút nhắm được cái trái, mà nó không có cái trái nữa thôi chứ làm như vậy. Nếu mà đưa vô cái lĩnh vực cây, cái dòng cây nghệ thuật, cái cây bonsai á, thì nó không thể qua được cái dòng cây hải châu hoặc cây sâm núi được, tại vì cấu trúc cô nói là làm mấy lá thưa và cái lá nó cũng hơi bự hơn những dòng kia.
nếu cái hải châu cây sâm núi á, nó không có bông cái trái từng cây hết mùa, mà nhìn cái cây nó vẫn ấn tượng, tại vì cái lá nó nhỏ các bạn. Còn cây trồng mồi thì cái lá nó bự hơn. Chú cũng có nhiều cây trồng mồi ra, mà cũng tìm được ra trái, bảo giải cho những cây trồng mồi các bạn. Có trái gì đào, còn có trái thâu. Chú, mấy gốc trồng mồi đây dài mà tầm 3, tầm 7 đây mà. Đây này, một cây này. Ở đây đây nè, hai cây này. Đây, hiện trạng như cái đây này. Không thấy trái nào được, coi thứ có không nha. Mình chưa thấy được cái ẩu. Nó tầm bậy tầm bạ là không có được. Tới dồn tới á. Chừng nào mà thấy không có trái, mình đi. Với các bạn, đi nuôi nó chắc ăn. Sao? Cái đây, không thấy trái nha. Đó, nghĩ mình dọn cái gốc này. Đấy. Thấy mấy gốc không? Thấy mấy gốc là mơ liền. Cũng được hết chứ. Không lý đào cây bông. Tụ lưu lên. Anh em nào ghép không? Anh em nào ghép không? Mình đào cái gốc bông này ở đây. Chứ. Mình thấy nó. Nó khác người các bạn. Thôi được coi thử nha. Mình không có đào cho bụi bông, nhưng mà cái đây mình đào thử nha. Anh em lưu ý, hiện trạng từng cây không có trái là chắc ăn là cây bông luôn á. Anh em giờ ghép kiếp gì đây, ghép nha. Đây, một cái chồi mồi bông xí chắc cả đây mình đào các bạn. Dòng kiểu nào cũng thích hết á. Đây, đây có bông, có lúa, có hang hốc gì mình biết. Cái bông chín hiệu này xịn, nó nhỏ nhỏ gọn gọn này. Thôi đấy, chút thức cái trái như còn mới mà cái bông đã dưới đấy. Cái gốc thì tù nâu thiệt to, mà lên cái đầu thân là chút xíu. Nhìn là mơ liền. Mà không thấy trái. Trăng chưa? Hậu đó đấy. Đây. Bây giờ mình đào gốc đây các bạn. Đây là một cây trồi mồi trái nha. Mình kiểm tra. Trần cây cả trái rồi nè. Cây đây cũng cây cả trái nữa nè. Cây kia cây chút xíu à. Bây giờ mình đào cái này các bạn. Bào từ nãy giờ các bạn mà nó chưa lên. Đây cái đọt kéo xuống này. Trôi mồi xỉ nó dài. Chú cho kéo dính dài tóc da hết. Đây là cây trồng mồi trái nha. Đây này. Nó đang có trái trên cây nè. Anh em thấy không? Đấy. Trái cũng già. Do cái đọt đây nó xỏ vô cái lùm đây. Cái chỗ nào nó nên thì có trái. Đây. Đấy, chỗ nào dương được anh trời có trái. Chỗ nào phức phức lại trái hơn chút. Đây. Cây này. Mới cái đầu kéo xuống ấy. Ui, trái đây. Cây trồi mồi là chính xác cái trái các bạn. Trôi một xí lá dài, cường lý lá này. Bên ngón tay mình hả? Lá to nhất đây. Em trời giờ. Ngón tay cái. Đây, coi đây. Chú không biết giá cao, giá thấp đây. Mấy con thằng nhỏ đây, kết bó mất đây. Tôi có thử đào xuống các bạn. Cái đường cũng uốn ăn lắm. Còn mấy đọt nữa trên nó chưa kéo xuống đọt đây nữa này. Thôi cứ đào nó lên hả? Trời ơi tính. Lung lên, lung lên. Lúc lích, lúc lích. Đào nha. Đào nó lên rồi các bạn. Đấy, nó nằm dậy thoang. Bây giờ tống vô đây nén xuống rồi. Chú sắp chạy lại chỗ mát đây à. Đây đây đây. Chạy lại chỗ đây ngầu các bạn. Cái gọt đồ ra thứ ấy. Đây cái gọt bỏ đây thân các bạn. Bỏ một đống này. Không có. Có đứa thân dài các bạn. Dắt đi. La làm số á. Đây.
Bây giờ mình còn nhiêu đây, cái thằng đây nó bị lúa nha, lúa nhưng mà nó còn sống hết á. Đây này, này cái thằng nó mình cắt cái này để nó lúa cái thằng mà nó vẫn sống các bạn, cũng ghê lắm ha. Thằng nó sống còn lành không, thịt nó này chưa. Sau mình còn lại là một thân, hai thân, một thân, hai thân, ba thân, bốn thân, năm thân. Gọc, gọc kia kìa rồi. Không rồi, đứng ngồi thứ mày. Kinh chỗ nào mà đứng ngồi thứ ở đây. Đấy. Cái dồn đá đứng đây. Đây có một hốc này. Một cái lỗ. Hay chưa? À, ông anh cho cái thuốc này đỡ mình đo thử nha. Mình đo xem nó rồi các bạn, cứ hành ba thân đi nha. Hành vị trí này này là 42 mà đo hết 4-5 thân luôn. Hành cổ đây các bạn, đây đo cái cổ đây là 52. Chiều cao, chiều cao nó là từ đây lên là đâm quên mất đây. Bộ đất thì 32 nhân 30 các bạn. Bộ rỡ từ đây xuống dưới nhiều. Kéo cái thuốc này, cái thuốc mềm mềm cũng khó chịu chứ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rồi 52 tới chân rỡ 53 đấy. Đây mình được một cái trò mồi xế lấy dài cái trái các bạn. Hai cái thằng đây nó có nhịp như đây nha, để mình về mình lấy cái cửa dời mình lắc xéo đèn cái. Bây giờ ở trên đây cưa không được đâu, cái này phải coi cưa dây. 1, 2, 3, 4, 5 thân đất này. Đấy, cái đuôi chuột các bạn, cái này giờ một cái trò mồi đầu tiên. Đây cây số 1 nha. Đấy. Tổng thống nó vậy các bạn, hoành tổng dưới là 52, hoành ôm ba thân đây là 42, chiều cao là 50 mấy, 52, 53 gì các bạn. Còn cái bầu rỡ là 30 x 32. Anh em cứ biểu báo giá công khai, hôm nay mình báo giá công khai cho anh em luôn nè. Cái đây mình bán anh em là 350.000 bao ship toàn quốc cho mỗi trái các bạn. 350.000 bao ship cho anh em toàn quốc nha. Rồi cây số 1 cho anh em cứ biểu báo giá đó, bữa nay mình báo giá công khai luôn á. Anh em xin kỹ, xem kỹ bốn mặt nó nha. Rỡ thì cũng được, nói chung là rỡ đều đều bốn phía. Mình cũng giữ lại chút đất đây bó giá kia luôn nha, rỡ tới anh em luôn. Và đây có một cái mạch lúa này, đây lúa cái da nha, chứ mà còn sống nha. Cái sống nguyên nguyên thân luôn chứ không phải là nó bị khô nha. Tạm thời ở đây mình cắt chạy, còn không mình gỡ tới anh em này luôn, anh em tự xử đi. Rau cây số 1 mình báo giá anh em rồi đấy. Anh em có hỏi báo giá công khai, hôm nay sao mình báo giá công khai cho anh em luôn. Anh em thích cái nào cứ quẹo lựa. 350.000 bao ship toàn quốc. Vậy là coi như cái cây đầu tiền ship, tiền gói hàng đem đi gói. Thấy vậy cũng được. Xí hủy anh em ơi. Rồi, đỡ mà lại mình coi thứ còn cây nào nữa các bạn. Còn có là mình đào cây bông nha. Cây bông đấy nó gọn gọn, mình đào bó bảy ba lô thôi. Mình giờ mình xử theo ý của mình. Đây, giờ mình đào tiếp cây trồng mồi này nữa các bạn. Cây có một cục đây. Yêu gai rất lần đầu mình chưa cha cho giải chút cái gai để nó móc thâu, đừng nói nữa mày mã kêu diệt diệt. Cái đây là hiện trạng bây giờ là mình dồn, mình không thấy một trái nào nha. Đâu không thấy trái trồng mùa bông. Thôi mình đào cái đây giờ mình xử theo ý của mình nha. Đỡ đào á, cái bòi cái đây chứ có lẽ không thấy trái là cái bòn chết rồi ạ. Đây, cây nguồn một cục rồi các bạn.
Nãy mình quăng quăng nữa thấy nè. Đào lên lấy cái cục đè. Mình đào nó lên rồi các bạn. Một cây chồi mồi bông nha. Chồi mồi bông này. Mình đào bảy cây chồi mồi bông này cũng được. Cầm dìa. Cầm dìa đó mình xứ các bạn. Mình sử dụng theo ý mình. Cái loại lá tròn ghép xanh núi nó dính. Mà không biết loại lá dài nó dính không biết. Mình cũng chưa ghép. Một chút có cây mình định ghép mà. Cây sống mà anh em họ giao lưu mất à. Mình cũng có cơ hội các bạn. Anh em nào có cơ hội ghép cho comment dưới cho mình biết chứ. Trời mồi lá dài ghép xanh núi dính không? Chứ trời mồi lá tròn lá dài là cây trùng họ các bạn. Cấu trúc lá và hoa trái nó giống. Vị chua vị ngọt. Cái da cũng giống à. Đây. Coi cho mồi bông ông ơi. Coi thôi. Một gan mình. Chủ cha. Gan mình chưa được nửa cục đây các bạn. Được bốn cái đầu. Chút có cái đuôi trâu nè. Đấy. Chút đuôi dồi. Đây nó kẹt đá kẹt đồ. Còn chút đất rỡ theo. Rỡ thì nhiều lắm nha. Chút thứ gì cho rỡ mà thiếu đâu. Rỡ nó nhiều lắm. Kích một cái đuôi chuột chứ mà. Đuôi trâu xuống rồi. Mà rỡ ngang nó này. Đấy. Nó ra đây gặp đá nó báo xuống nè. Đấy. Nó ra nó gặp đá cái nó quắp xuống. Sợ. Còn dính cục đất nữa. Cô Hoàng đây là một nắm tay mình không hết nè. Cái thước này. Nếu mình đo thử nha. Mình mới đo thử các bạn. Cái thước bọn này nha. Bọn này chuyên nghiệp lắm. Có cái thước đồ nó ông anh đang cho á. Đây. Hoàng cái cục đây là 45. Chiều cao là đây lên là 31 này. Đây này. Hơn gan mình không. Đấy. Còn bầu đất là 25 x 25. Cục rỡ đây các bạn. Chút cái cây đây nó nhỏ mà nó nặng lắm. Nó không có bị bỏng. Chú nó đặt tu một cục ấy. Cho nên nó không có bị bỏng các bạn. Không có cái lỗ cái hang nào trong đây hết á. Đây. Nó đặt một cục kể cái đuôi chuột cũng đặt luôn này. Nếu nó bỏng thường thường là xuống đuôi chuột này bị bỏng nha. Đuôi chuột này queo luôn hả. Đuôi trâu ấy mình cắt ra này. Đấy gốm gương. Rồi. Một cục cho mồi bông. Mình đào đi, mình giờ mình xử theo ý mình nha. Mình làm cái chuyện tạo lao tiền điệu của mình. Còn anh em muốn giao lưu không? Đây mình báo rõ nha. Anh em hãy nghe từng câu nói của mình nha. Đây là cây trò mồi hiện trạng trên cây không có trái. Tức thì là cây trò mồi bông. Một cây trò mồi xí lá dài, cây trò mồi bông các bạn. Anh em muốn giao lưu không? 300 ngàn. Mình bao luôn phí vận chuyển cho toàn quốc các bạn. Cây số 2. Một cây chồi mồi bông. Mình ra cho nó vô cây số 2 luôn nha. Một cây chồi mồi bông nha. Cái này là chồi mồi bông này. Anh em muốn giao lưu thì mình tính là 300 ngàn. Bao luôn phí vận chuyển cho toàn quốc. Cây nhỏ mà nặng lắm. Chút chà cái cục đây hoành 45 mà sao nó nặng dữ. Do nó đẹp các bạn. Thôi. Xách đầu đi xuống hả. Bốn cái thằng đó thì mình tính sao nha. Anh em muốn giao lưu thì tự tính. Mình lại mình thêm ô em các bạn. Đây. Ô em đây bữa ngày 1 tháng 5 mình bắt nè. Bữa nay ngày 27. Chùa. Bữa mình bắt 2 bì mật thiệt to ấy. Bữa nay nó còn ớ nè các bạn. Rồi. 27 ngày. Leo lên kiếm thử có gì các bạn. Thấy chưa. Mày hồi đấy mình kích cái tàn xuống bò uống không. Bây giờ không biết có gì không biết. Leo lên hả? Đào được 2 cây chỗ mồi giờ leo lên. Đuổi nó ra thử. Trời, cái dấu bữa trước mình kích con lòi ra khúc kìa. Nó trục lại phía sau các bạn. Đấy. Cái ổ nó làm dài ra phía sau luôn ra. Đây. Không. Cái ổ nó làm dài ra phía sau luôn các bạn. Nó nấu cái ổ ra một khúc nữa. Thôi, làm cái khối à. Leo lên. Mình chuẩn bị xong rồi các bạn. Bây giờ leo lên thử nha. Chú nó làm lại. To. Ngang hậu cổ các bạn. Nó làm cái ổ dài ra phải xeo một nứa nữa. Lại thôi. Bữa này mới mưa. Giờ nó còn ấm. Đặt mất cái.
đi sập lên sập xuống vậy. Đây này, xe ủi tầm lá đây. Đen thui thui lũi. Lần tháng rồi chứ. Chỗ đây làm em được heo á. Đấy. Đây. Đây mình quay dọc nha. Chỗ đây làm em được sao các bạn. Mà ở lâu đi. Thảo luận kiếm thử có gì cho mày. Cái cây bự lắm. Chút cái cây nó to. Đây. Đấy. Dài keo qua phía bên đây luôn mà. Không biết có gì không biết. Thảo cũng leo lên thử nha. Ui, trọt thề, dính bánh. Đấy. Leo lên hả? Đây. Chô, nó là một nứa rồi sao nữa? Quả khúc sao có cục mật hay sao phần phần này? Chô, bay đi. Ấy, bay đi, bây giờ, bay đi, bây giờ. Ấy. Thôi, đỡ lên, đuổi ra thử nha. Tao sát không rồi. Ở trong đây có bài ông sao kêu dưới. Trước bên trong có bài ông nữa quá. Tôi cô thôi. Bay 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 bay. Chú khôi quài cho nó bay ra. Bay ra bay ra. Đấy sợ cái ổ thêm thiệt dài thôi không. Đúng rồi. Có cục mặt trên giữa. Quá trâu, chắc cái cục mật bữa nay nó cũng dài. Làm tối trăng luôn này. Thật, đỡ mình qua tối nào cả. Đây các bạn, trâu cái lần hai này. Mà cục mật cũng quá trời. Để thêm sau này. Đấy. Trâu. Cục mật này cũng thua kém đi lần đầu các bạn. Gần hết ố luôn rồi. Tôi còn quay vào phía bên đây coi thử đây. 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 Nào, tôi nói các bạn. Mình mang xuống tới đất rồi các bạn. Trời. Lần thứ hai các bạn. Mặt cũng hai cục mặt rướm rưa. Đồ đạc bỏ đây. Giờ gọi quảng vô đi chứ. Ôi em kìa. Đấy, đủ một cọc ấy. Ui dồi. Châu. Bích lần thứ hai nãy cục mật. Mất hồn. Đấy, bữa mình anh em mà bích gạt nó cái tàn nó uống không. Bây giờ mình có em nớ, có bầy đàn nè. Rồi mình lại có mật nữa. Xuống chưa. Nó lấy con mẹ nó xuống, con nó xuống chơi. Châu. Hay đấy. Đang đây còn hai đấy nữa. What? Cái cục đây là cục khúc trong này. Mẹ chào vô. Đây. Trời. Nó tít mẹ cái non này chứ. Trời. Bị đây anh. Bị đây chắc cỡ 3 lít. Nó cho nó lúng hết trời. Đỡ cho mình đây, ôm mình đây. Còn bên nữa này. Cái bó đây là không? Nó chọt các bạn. Còn có gai cái này nó chọt. Cái tay tay không làm gì nó đó. Ây dồi. Còn bên đây còn rúm rơ lắm nha. Đây. Bây đây nữa. Rồi. Hai lần. Hai bề hôm nay chỉ có được. Chỉ 6 lít các bạn. Hôm bữa mình được hơn 8 lít. Bữa nay mình lấy lại là chỉ được 6 lít. Rồi. Cục nào cũng gơ đó. Đây. Đấy. Hai bề. Ôi, lông này. Thấy. Lông lần xuống hố nữa chứ. Đầy dắt núi này. Cái khối bữa mình bỏ nè, thấy không? Ui, lên, lên. Đây, khối bữa mình dập nè. Anh em thấy chưa? Bữa này tốt tiếp coi nữa.
Chô, gần tháng. Chô, cho mật ra ngoài. Cái nào mưa quá. Trừng dứt. Chô, nó bị tài. Chào, cũng mấy. Thôi đó mình khen gói rồi, mình đi ra giờ các bạn. Chô, dắt hai gốc cho mồi nữa. Dứt cái đèn nó nặng lắm á. Hai bì đây, chắc cái tầm à. Nhiều ký lắm trong đây này. Một bì có thứ gì cho hai bì gần. Gần chục ký, trên chục ký qua. Đúng rồi. Xéo bốn. Xéo ba chín này. Thường thường sẽ ra một ký. Xéo lít, xéo mười, xéo mười, xéo xéo năm ba mười. Rồi hai bì trên một ký ra. Hơn mười ký các bạn. Thôi, đỡ khen gối mình đi ra. Cho mình mang được cái ba lô xuống. Tới chỗ ai coi cho mồi rồi các bạn. Ôi, đựng đồ đạc trong ba lô. Rồi là đựng nguyên. Ở trong đấy rồi nó nên trật trào là lôi chai nước ra ngồi luôn. Ở trong cũng bỏ được chai nước mà các bạn. Sẽ biên đồ dính ra ngoài hết đó. Đấy, cho mồi đấy. Có thứ nhiều ký. Trời, mang tức lưng rồi. Sao cái kia nữa. Dù mang mà dù rác nữa. Dễ chưa. Có bữa mệt mi các bạn. Còn có bữa chú cho dìu lại dìu phải lấy. Mang cái ba lô không đi nháo người á. Dìu là cái ba lô nhảy tưng. Dìu đi dìu hát luôn. Trời mệt quá mà thôi. Thôi chuyến đi rừng của mình là xin kết thúc ở đây các bạn. Mình nghĩ một chút hết mà trời là. Mình cứ dở mình mong mang ra tới xe mình về các bạn.